rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Nghe gì đây? Ừ, ít máy, ít cộng đi. Ít cộng đi. À, gặp à. Đâu mà nhiều vậy trời? Có bao nhiêu hộp đi? 4 hộp bao. Ồ, này có vụ thích tim nữa nè bạn. Đấy đéo rồi, 5 ngàn kim cương. Nó còn nhỏ quá, đéo lấy được. Có gói gì mới mà nó kêu kìa. Hai mươi cây đàn. Ráng phải dành 20 cây đàn. Hai mươi ngày sau. Trời ơi. Mắt mới gì vậy ta? Chắc mắt mới chạy thử thôi. Nó mới hết cũ. Mắc cũ mà. Nó không thích cái mắt này. Một tháng rồi mới là vô chơi lại game kìa. Ôi trời ơi. Ủa sao nhanh vậy? Mới vô đi có bao nhiêu vòng hết mãi rồi. What the hell? Không đánh này nữa. Đây, tôi với nhau gì mới hơn là nhất cái đầu. Bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ, trải nhiệm vụ để lấy kim cương. Gì vậy? Nhiệm vụ là giải Rubik. Rubik gì đây? Tới đã hoàn thành cái nhiệm vụ. Cái nhiệm vụ là mình đấu một trận. Chị đâu mắc mới thôi, em thấy ta. Chết chưa? Chơi vậy, chơi trời. Chơi, em thua rồi.
nhìn là biết rồi. Hết rồi, bữa nay hết chạy được rồi, hết nhiệm vụ rồi. Có gì đây? Trời ơi, được thôi, cái 1.7 ngon là. Nhìn đây, nhìn đây. Trời ơi, súng này bữa tao mới đem dùng. Trời, súng này nữa. 2.000 kim cương. Ồ, 2.000 kim cương. Ủa, được chọn hết hả? Ôi trời ơi, thơm quá các bạn ơi. Ôi ôi. Nó bắt cầm nè con nhà sử nữ. Trời ơi, mấy con này có hết rồi. Trời ơi mày đâu rồi, còn 12 cái nữa trời ơi. Bắt cộng hả, cộng gì đây, cộng gì đây. Tào lao. Chỗ nào ta. Chưa biết, để lại đó đi. Ôi ôi ôi, quên, vô lại coi. Được bao nhiêu rồi? Còn có 8 à. Event nè, event nè. Ủa, có hả? À, được đỡ vô rồi. Được rồi, được rồi. Đây nè. Tự hỏi trong lòng mấy cái thẻ nó giờ làm gì? À, nhiệm vụ hả? Buồn quá, đánh bốn đi. Ê, quên. Mày sao lại lấy con nhỏ đó đi. Trời ơi. Chết tui. Đồ nhân vật mới không có mình tao lẻ loi phải. Trời trời, tao xây một, nó cũng bắt đầu xây một. Trời ơi. Cảm ơn. Chuẩn bị chút ra là đốt tiền mua băng này là vừa rồi đó. Ủa nó đi combo gì ta? À, một cái súng, súng này ta có. Súng chống ta có. Súng đấu. Ủa, mất mà lì rồi ơi. Trời
Có chỉ có 2 ngàn, 1 ngàn món này, còn 1 ngàn món này, ok. Không có, không có, không có luôn. Không cho mua nó món này, ok. 5%, ừ. Không có gì ngon luôn, chỉ có được 2 cái đề. Đốt tiền của em đó thôi. Có chỉ có 2 ngàn, 1 ngàn món này, còn 1 ngàn món này, ok. Không có, không có, không có luôn. Không cho mua nó món này, ok. 5%, ừ. Không có gì ngon luôn, chỉ có được 2 cái đề. Trời trời, cái trận gì đâu mà chơi với chó rồi mà. Quen nha, đi nha.
mà không xuất sắc đó nó không có xài được. Đang tiết kiệm tiền tương miễn tôi cua.
hết nhiệm vụ hôm nay rồi. Hy vọng là có ít kim cương. Thôi trời, thôi để mai chọn nè. Ra con gì nè. Ra con tới. Một ngôi sao. Con ếch này ếch nè, ếch trộm nè. Quá ngon. Mặc dù hôm bữa tao mới lấy cái tên lửa, một bụi xanh. Tao trọng nữa nè. Tên lửa, cô dâu. Con rubik không? Trời ơi, còn 3 cái nữa. Một phát một. Thank you.
Đủ cây đàn luôn. Vừa đủ cây đàn. Trời ơi. Thank you.